Để thầy xem lại cái, thầy đợi thầy cái thầy bật nó lên cái thầy chọn cái nút ấy rồi. Nó ready rồi. Chỉnh gì cho nó có chuyện. Rồi, bài đầu tiên là tại sao có thị trường chứng khoán em? Xin chào bạn. Video này Khang sẽ chia sẻ đến bạn về cái lý do tại sao thị trường chứng khoán được hình thành và cái vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế. Thì trong nền kinh tế của chúng ta luôn luôn có hai nhóm người. Một nhóm người là có luôn luôn có sẵn một cái lượng tiền mặt và sẵn sàng gọi là đi đi đầu tư hoặc là đi kinh doanh hoặc là đi gửi tiết kiệm. Cái nhóm này nhìn chung là cái nhóm những cái người mà thừa tiền và sẵn sàng cung tiền để cho những cái người khác dùng. Và nhóm thứ hai là nhóm những cái người mà có cái nhu cầu là cần có thêm tiền để họ có thể tiêu dùng hoặc là tái đầu tư và sản xuất kinh doanh. Thì hai nhóm này chúng ta gọi là một nhóm là nhóm cung tiền của nền kinh tế và một nhóm gọi là nhóm cầu tiền. Thì nhận diện được cái nhu cầu này của nền kinh tế thì những cái nhà điều hành thì mới tìm cách để làm thế nào đấy để tiền có thể di chuyển từ cái nơi mà thừa tiền, cung tiền đến những cái nơi mà thiếu tiền và đang có cái nhu cầu về tiền. Thì đầu tiên thì cái nền kinh tế chúng ta thì xuất hiện một cái đơn vị pháp nhân, một cái loại đơn vị pháp nhân mà được pháp luật cho phép. Và những cái đơn vị này ấy, là được cái quyền là có khả năng gọi là huy động tiền hoặc là mua tiền ở cái mức lãi suất 7% từ những cái người sẵn sàng cung tiền như này. Và sau đấy cái đơn vị này sở hữu tiền và đơn vị này đi bán tiền hoặc là cung ứng tiền cho những cái nơi mà có cái nhu cầu về tiền này, ví dụ với lãi suất khoảng 11%, và đơn vị này ở chính giữa và hưởng cái mức gọi là lợi nhuận từ cái việc kinh doanh tiền khoảng là 4% một năm. Bên cạnh đó thì nền kinh tế thì các nhà điều hành cũng cho phép một số các cái đơn vị khác. Cái đơn vị này tạo lập nên một cái kênh gọi là kênh chuyển tiền trực tiếp. Tức là cái đơn vị này nó sẽ không có cái vai trò giống như là mua và bán tiền, mà sẽ có cái vai trò giống như là nhà môi giới. Họ có nhiệm vụ là họ môi giới tiền. Và cứ mỗi khi nào mà tiền được môi giới, được chuyển từ cái nguồn cung đến cái nơi mà cầu, thì cái đơn vị này thì họ có một cái khoản phần trăm cho cái hoạt động môi giới của mình. Đây là gọi là kênh chuyển tiền trực tiếp. Thì sau khi tiền được vận hành qua hai cái kênh chuyển tiền là trực tiếp và gián tiếp, thì tiền đến được tay của những cái người mà có cái nhu cầu về tiền, thì cái nhóm những người mà có nhu cầu về tiền ấy, thì sẽ có những người ta chỉ đơn giản là có một ít tiền và người ta tiêu xài thôi. Tuy nhiên cũng có những cái nhóm người, những cái đơn vị tổ chức, người ta có nhu cầu tiền và sau đấy người ta tái đầu tư sản xuất kinh doanh, người ta có thêm tiền để mở rộng các hoạt động doanh nghiệp của mình lên, và sau đấy thì giúp cho cái doanh nghiệp đấy nó sản xuất ra được thêm nhiều hàng hóa, thêm nhiều sản phẩm cho nền kinh tế. Và khi mà nền kinh tế có nhiều doanh nghiệp mà sản xuất thêm nhiều hàng hóa thì nó xuất hiện cái sự cạnh tranh nhiều hơn của nền kinh tế. Và khi mà doanh nghiệp cạnh tranh nhiều hơn thì sản phẩm thường thì sẽ làm ra với chất lượng tốt hơn, và các công ty đấy cạnh tranh về công nghệ nhiều hơn, và vừa là giúp cho người tiêu dùng được hưởng lợi, được dùng được những cái tài sản, những cái sản phẩm tốt hơn, và nền kinh tế cũng sẽ có nhiều cái sản phẩm được cung ứng ra hơn. Và khi đó nhìn chung là nó sẽ giúp cho cái GDP của quốc gia, của nền kinh tế đấy nó được tăng trưởng một cách tốt hơn. Thì đó là cái vai trò của những cái kênh chuyển tiền mà trực tiếp và gián tiếp. Vậy thì cái kênh chuyển tiền mà gián tiếp này thì cái đại diện mạnh nhất trong nền kinh tế chúng ta có thể dễ dàng hình dung đó là các cái tổ chức ngân hàng. Và bên cái kênh mà chuyển tiền trực tiếp như thế này thì cái đại diện mạnh nhất là các cái thị trường chứng khoán của nền kinh tế. Thì như vậy, nếu chúng ta xét theo cái nghĩa vĩ mô như vậy thì cả ngân hàng và cả các thị trường chứng khoán là những cái nơi giúp cho nền kinh tế là vận hành và điều chuyển tiền để giúp cho cái quốc gia đấy nó có cái GDP và có mức sống
tốt hơn. Thì đấy là cái lý do tại sao thị trường chứng khoán được hình thành, và cái vai trò của thị trường chứng khoán trong nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào nó cũng đều có những cái vai trò về mặt vĩ mô như vậy. Và cảm ơn bà rất nhiều vì đã dành thời gian xem video. Chào mừng bạn quay trở lại. Bây giờ Khang sẽ chia sẻ đến bạn về cái cấu trúc vận hành của thị trường chứng khoán. Thì bất kỳ một cái thị trường tài chính chứng khoán nào thì nó sẽ đều có những cái gọi là nguyên tắc cấu trúc tương tự giống như nhau. Và đầu tiên chúng ta nên quay lại, chúng ta hãy hình dung về cái chợ bình thường ở cái miền quê ở của Việt Nam mình. Thì một cái cấu trúc hình thành một cái chợ bình thường ấy, ví dụ một cái chợ bán rau ấy, thì nó sẽ có những cái người mà có cái nhu cầu là cần đi mua rau, và sẽ có những cái người có cái nhu cầu là cần bán rau, và thế là họ tụ vào một cái chợ. Cái chợ đó có nhiều cái gian hàng, và những cái gian hàng này ấy, là những cái nơi mà những cái người bán trưng bày rau của mình. Họ thuê những cái gian hàng như vậy và họ trưng bày rau của mình cho người mua đến xem và mua. Ở phía ngoài chợ một tí xíu ấy, có những cái đơn vị người ta làm những cái việc là dịch vụ gửi xe, dịch vụ gửi túi sách, thì đây chính là những cái đơn vị là dịch vụ để hỗ trợ cái người mua bán giao thương với nhau một cách dễ dàng hơn. Cách đó một đoạn ngắn ấy, thì có một cái tòa nhà nhỏ đấy, có những cái người gọi là giống như anh dân dân quân ấy, ta gọi đấy là ban quản lý chợ. Thì cứ khi nào cái mô hình vận hành ấy, cái nơi trưng bày người bán người mua và dịch vụ này có những cái tranh chấp với nhau, thì cái ban quản lý chợ có cái nhiệm vụ là đứng ra phân xử cái việc mà tranh chấp đấy. Thì đấy là cái cấu trúc của một cái chợ bình thường, thì là có 5 thành phần tham gia, bao gồm là người điều hành này, người trưng bày này, dịch vụ này, người mua và người bán. Và thì đơn giản bây giờ chúng ta chỉ cần là chúng ta thay đổi cái sản phẩm một chút xíu. Cái sản phẩm bán bây giờ không phải là bó rau nữa, mà đó là chứng khoán. Chúng ta dịch chuyển cái tư duy của chúng ta từ là bó rau thành là chứng khoán. Vậy thì chúng ta hình dung, vậy thì ai là người sản xuất ra những bó rau, ai là người sản xuất ra những cái chứng khoán, những cái cổ phiếu để đưa lên và bày bán cho thị trường, ai là người làm cái việc đấy? Ok, đúng rồi, đấy là các cái doanh nghiệp niêm yết trên thị trường. Vậy thì khi những cái doanh nghiệp ấy ở Việt Nam bây giờ ấy, thì có hàng ngàn các cái doanh nghiệp gọi là niêm yết, đăng ký niêm yết trên thị trường. Và khi niêm yết ấy, thì họ sẽ cần một cái cơ chế gọi là quản lý tập trung, tức là họ tập trung vô một vài chỗ để họ trưng bày cái chứng khoán, cái cổ phiếu của mình để cho nhà đầu tư đến và mua. Vậy thì cái nơi trưng bày này ấy, ở Việt Nam ấy, thì cấu trúc gọi là sở giao dịch chứng khoán. Và những cái người dân bình thường thường sẽ là đến và quan sát hàng ngàn cái công ty ở trên sàn, hàng ngàn cái sự lựa chọn ở trên sàn, và họ sẽ đầu tư tiền của mình vào một vài trong số những cái công ty ở trên sàn đấy. Tuy nhiên do cái cấu trúc vận hành của thị trường chứng khoán nó quá lớn và nó khá là phức tạp, nó phức tạp hơn cái chợ đơn giản ở quê mình rất là nhiều, nên là cái vai trò của những cái đơn vị dịch vụ trong thị trường ấy, tương đối là quan trọng. Những cái đơn vị dịch vụ này ấy, họ vừa làm dịch vụ giúp cho chúng ta là giao thương một cách dễ dàng hơn, và họ vừa tư vấn. Cái vai trò dịch vụ ấy, vừa là tư vấn cho những cái ông bán thì bán được cái cổ phiếu một cách thuận lợi hơn, và tư vấn cho những cái ông mua là mua được những cái cổ phiếu, những cái chứng khoán tốt hơn. Và trong cái cấu trúc vận hành như vậy ấy, thì cái đơn vị dịch vụ ở Việt Nam ấy, thì vừa đóng vai trò là tư vấn, vừa đóng vai trò là nhà môi giới, thì đó chính là các cái công ty chứng khoán trên thị trường. Bên cạnh đấy thì ở Việt Nam chúng ta ấy, cái nhà điều hành, tức là cái người đứng ra phân xử những cái bất kỳ cái việc tranh chấp nào, hoặc là đứng ra để ban hành cái luật lệ quy chế để vận hành thị trường, thì đó chính là cái đơn vị gọi là ủy ban chứng khoán nhà nước.
Và cái cấu trúc ở Việt Nam mình thì là ủy ban chứng khoán là thuộc của Bộ Tài chính. Vậy thì sau cái video này thì bạn cần phải hình dung là thị trường chứng khoán. Thông thường rất là nhiều người cứ nghĩ chứng khoán là nơi chúng ta đứng sàn chứng khoán, chúng ta giao dịch, chúng ta mua bán, thì đó là một góc nhìn thôi, rất là đúng, nhưng mà nó không có đủ. Chúng ta phải hình dung, chúng ta phải có một cái nhìn một cách trọn vẹn là thị trường chứng khoán nó tham gia bởi ít nhất là năm thành phần cơ bản của thị trường, là bao gồm là nhóm người bán và các cái công ty niêm yết, nhóm người mua là những cái nhà đầu tư, nhà đầu tư có thể là cá nhân hoặc là tổ chức, và cái trung tâm trưng bày là cái sở giao dịch chứng khoán, cái đơn vị dịch vụ thông thường là cái công ty chứng khoán, và cái nhà điều hành ở Việt Nam mình là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và đơn vị này thì trực thuộc cơ quan là Bộ Tài chính. Ok, và hẹn gặp lại bạn ở video kế tiếp. Xin chào bạn. Bây giờ Khang sẽ chia sẻ với bạn về ba cái điểm khác nhau cốt lõi giữa một nhà đầu tư và nhà đầu cơ. Điểm khác nhau cốt lõi đầu tiên ấy, là cái một cái nhà đầu tư ấy, thông thường người ta sẽ quan sát và nhìn rất kỹ vào cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tức là những cái nhà đầu tư ấy, sẽ tập trung vào cái giá trị của doanh nghiệp, tập trung quan sát cái giá trị của cái cổ phiếu mà nhà đầu tư mua. Ngược lại thì nhà đầu cơ thường không tập trung vào giá trị của doanh nghiệp, mà nhà đầu cơ thường chỉ thích cái việc là giá cổ phiếu xích sắc lên xuống rồi, và họ là kiếm lời từ cái việc mà giá cổ phiếu lên xuống hàng ngày như vậy. Vậy thì một cái khái niệm đầu tiên để phân biệt nhà đầu tư và đầu cơ, tức là nhà đầu tư thì sẽ tập trung vào giá trị của doanh nghiệp, tập trung vào giá trị của cổ phiếu, còn nhà đầu cơ là cái người sẽ tập trung vào cái việc gọi là biến động giá cả hàng ngày của cái cổ phiếu đấy. Đó là cái sự khác nhau đầu tiên. Cái điểm khác nhau thứ hai ấy, là cái khung thời gian giao dịch. Thì nhà đầu tư ấy, người thường ấy, có cái tầm nhìn gọi là dài hạn hơn, và nhà đầu cơ ấy, là có cái tầm nhìn là ngắn hạn hơn. Đôi khi một nhà đầu cơ ấy, có thể là mua một cổ phiếu ngày hôm nay và 3-4 ngày sau thì là nhà đầu cơ là bán cổ phiếu ra rồi. Còn nhà đầu tư ấy, người ta có thể có tầm nhìn là trung là dài và dài hạn. Nhà đầu tư sẵn sàng là giữ cổ phiếu trong cái thời gian lâu hơn, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2, 3 năm. Thậm chí một số nhà đầu tư người ta có thể giữ cổ phiếu trong thời gian rất là dài, 5, 10, 20 năm, mỗi cái cổ phiếu như vậy. Vậy thì chúng ta ôn lại nha, chúng ta có hai điểm khác nhau. Thứ nhất là nhà đầu tư nhìn vào giá trị của doanh nghiệp và nhà đầu tư sẵn sàng nắm giữ trong dài hạn. Còn nhà đầu cơ thì thường là nhìn vào giá cả của cái cổ phiếu và thường thích là nắm giữ trong cái khung thời gian là ngắn hạn. Cái điểm khác nhau thứ ba là một cái điểm khác nhau là khá là then chốt. Đây gọi là chúng ta hình dung đó là cái xác suất thành công, cái xác suất chiến thắng trên thị trường. Thì thông thường ấy, cái xác suất chiến thắng của nhà đầu tư ấy, nó sẽ là cao hơn, có thể là 70-80%. Tức là nhà đầu tư ấy, họ quyết định sau một quá trình nghiên cứu rất là kỹ và doanh nghiệp, và sau đấy nhà đầu tư quyết định đầu tư vào 10 cái thương vụ mua cổ phiếu của 10 công ty khác nhau. Và sau một thời gian, ví dụ là một năm, thì khi nhìn lại cái hoạt động đầu tư đấy thì nhà đầu tư có thể thắng khoảng là 7 đến 8 cái thương vụ đầu tư, và họ bị thua khoảng 2-3 thương vụ. Xác suất thắng của nhà đầu tư là khoảng 70-80%. Nhưng mà cái xác suất thắng của những cái nhà đầu cơ ấy, thì thông thường nó sẽ thấp hơn cái con số đấy. Nó có thể là chỉ 60% thôi, thậm chí 50%, thậm chí là 40%. Và theo những cái nghiên cứu mà thống kê ấy, thì người ta thấy rằng ấy, trong 100 nhà đầu cơ thì chỉ có là 5 nhà đầu cơ là có thể gọi là tương đối là kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Còn 95% những cái nhà đầu cơ khác tập trung vào cái biến động giá cả ngắn hạn hàng ngày, thì thông thường trong một khung thời gian là 1-2 năm, khi mà xem lại cái kết quả đầu tư ấy, là 95% các cái nhà đầu cơ thì thường là bị mất tiền. Ok, đấy là ba cái điểm là khác nhau cốt lõi để phân biệt nhà đầu tư và nhà đầu cơ. Thì chúng ta thử thống kê lại nhé. Thứ nhất là nhà đầu tư nhìn vào giá trị, và nhà đầu cơ nhìn vào giá cả. Thứ hai, nhà đầu tư là cái nhìn dài hạn,
và nhà đầu cơ là cái nhìn ngắn hạn. Và thứ ba, cái xác suất thành công của nhà đầu tư có thể là 70-80%, trong khi cái xác suất thành công của nhà đầu cơ thì sẽ thấp hơn cái con số của nhà đầu tư. Ok, và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem video. Hẹn gặp lại bạn ở video kế tiếp. Chào mừng bạn quay trở lại với video. Một trong những câu hỏi mà Khang rất thường xuyên được hỏi đó là thị trường chứng khoán có phải là một sòng bạc hay không? Thì Khang xin phép chia sẻ với bạn như thế này. Nếu chúng ta cho rằng thị trường chứng khoán là một sòng bạc thì chúng ta sẽ lao vào tham gia thị trường chứng khoán như một con bạc. Và như chúng ta biết đấy, thì nếu mình đến một cái casino và mình hoạt động ở đấy thì bạn hiểu rằng cái xác suất chiến thắng của chúng ta thì thông thường nó sẽ là dưới 50%, và nếu mà nó dưới 50% thì chúng ta là không nên tham gia vào cái sòng bạc đấy, vào cái thị trường đấy. Thì cũng tương tự như vậy, thì cái thị trường chứng khoán, nếu chúng ta xem nó là một kênh đầu tư đàng hoàng và chúng ta hoạt động đầu tư một cách có bài bản thì cái xác suất chính xác của chúng ta nó sẽ là cao hơn mức 50%, có thể nó sẽ lên mức là 60-70-80% cái xác suất chiến thắng như vậy. Thì ở đây thì Khang chia sẻ rằng chúng ta, những cái nhà đầu tư cá nhân, thì chúng ta là nên đầu tư chứng khoán không phải như một con bạc, chúng ta là nên đầu tư chứng khoán như một cái nhà đầu tư có bài bản và có sự nghiên cứu đàng hoàng, và chúng ta nên tập trung vào các cái giá trị nội tại của doanh nghiệp. Chúng ta nên có những cái chiến lược đầu tư rõ ràng, chúng ta nên có những cái phương pháp, những cái quy trình đầu tư cụ thể. Và việc còn lại chúng ta là chúng ta sẽ luyện tập và thực hành những cái quy trình đầu tư đấy. Và một ngày nào đấy chúng ta thực sự giỏi trong cái hoạt động đầu tư cổ phiếu thì chúng ta có thể là đều đặn kiếm tiền một cách là rất là bền vững trên thị trường. Và trong lịch sử của ngành đầu tư ấy, trên thế giới đã có rất là nhiều những cái nhà đầu tư mà người ta không chỉ đầu tư chứng khoán mà người ta thành công trong việc một vài năm, mà những cái nhà đầu tư đấy có thể là họ đã thành công và chiến thắng liên tục trên thị trường hàng chục năm và vài chục năm. Một trong những cái người mà huyền thoại mà gọi là đầu tư giỏi nhất trên thế giới bây giờ đó là ngài Warren Buffett. Và chúng ta thấy rằng ngài Warren Buffett đã đầu tư và thắng lợi trên thị trường trong một khung thời gian rất là dài. Theo nghiên cứu của Khang thì nó đã hơn 60 năm rồi. Thì đương nhiên sẽ có một vài năm là ông Warren Buffett là ông ta bị thua, ta bị mất tiền. Nhưng mà xét trên cái chặng đường dài, những cái khung thời gian 5 năm, 10 năm thì ông ta đã thành công một cách gọi là rất tuyệt vời trên thị trường chứng khoán. Đấy. Thì một cái điểm mà Khang bổ sung thêm trong cái video này là nếu chúng ta chọn giải pháp và chúng ta đầu tư chứng khoán một cách gọi là bài bản và đàng hoàng thì cái kiểu đầu tư của chúng ta nên có cái mức kỳ vọng lợi nhuận ở cái mức hợp lý thôi. Cụ thể như là ngài Warren Buffett thì ông ấy đầu tư trong cái khung thời gian 60 năm đầu tư mà thành công liên tục như vậy thì cái suất sinh lời trung bình của ngài Warren Buffett là khoảng 22% một năm. Vậy thì chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân bình thường thì chúng ta là nên vui vẻ với những cái suất sinh lời rất là hợp lý, khoảng đâu đó 15-25% mỗi năm. Đó là cái mức sinh lời chuẩn trong cái việc đầu tư, và chúng ta là làm việc đấy trong dài hạn, chúng ta trở nên là giàu có. Chúng ta cũng không nên chạy theo những cái ảo tưởng hay là những cái mục tiêu lợi nhuận nó không thực tế. Ví dụ như là chúng ta muốn rằng là mỗi năm chúng ta có suất sinh lời là 100%, 200% lợi nhuận mỗi năm thì cái đấy là thực tế là nó không thật, nó rất là nguy hiểm nếu chúng ta đặt cái mục tiêu kinh doanh nó quá cao như vậy. Và nếu chúng ta thấy rằng trên thị trường ấy nó sẽ có những cái khung thời gian ví dụ như là 10 năm thì trong 10 năm đầu tư như vậy ấy, thì chúng ta phải chấp nhận một cái xác suất chúng ta sẽ có khoảng là 7-8 năm là chúng ta kiếm được lợi nhuận và sẽ có 2-3 năm thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Trong cái số những cái năm mà bị mất tiền ấy, chúng ta phải cố gắng làm thế nào đấy phân tán rủi ro và tối thiểu hóa cái rủi ro của chúng ta xuống. Và trong những cái năm mà chúng ta kiếm được tiền ấy, chúng ta sẽ có những cái công thức, những cái cách để chúng ta có thể là gia tăng cái lợi nhuận tổng thể của mình lên. Và trong 10 năm kinh doanh như vậy thì có 7-8 năm mà chúng ta thành công. Thì trong 7-8 năm đấy thì sẽ có đâu đó là vài tháng hoặc là một năm thị trường nó diễn biến rất là tốt. Và trong cái khung thời gian vài tháng một năm đấy thì cái tài khoản
chứng khoán của bạn ấy, có thể nó sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba, thậm chí là hơn nữa. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng những cái con số lợi nhuận đấy ấy, nó không phải là lặp lại hàng năm, mà nó sẽ có những cái thời kỳ là rất thuận lợi của thị trường. Và chúng ta hãy nhớ rằng những cái điều đấy ấy, đôi khi ấy, là phải 10 năm nó mới xảy ra một lần. Và chúng ta tuyệt đối không nên kỳ vọng rằng năm nào lợi nhuận chúng ta nó ở mức rất là cao như thế này. Nó không phải. Trung bình mỗi năm chúng ta chỉ cần trung bình mỗi năm trong dài hạn kiếm được khoảng 15 đến 25% lợi nhuận trên tài khoản là rất là tốt rồi. Và đó là đôi lời mà Khang chia sẻ đến bạn từ trong cái video này. Hẹn gặp lại bạn ở video kế tiếp. Rồi, hết chương 1 nha. Hiểu được nhiều thứ chưa?